Xin chào anh em. Ok, hôm nay là ngày 8 tháng 3 và như các bạn đã biết, khi mà em Nhung trở về Việt Nam thì chúng ta đại dịch Covid thì nó đã quay trở lại và đang bùng phát rất là mạnh mẽ. Chưa kể là diễn biến đang rất là khó lường. Vậy thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái phương pháp để giúp cho cơ thể của các bạn khỏe mạnh hơn, tự bảo vệ chính bản thân mình, đồng thời bảo vệ cho gia đình của mình và xã hội. Ok, phương pháp cực kỳ đơn giản, đó là tắm nắng. Tắm nắng như nào? Tắm nắng thì hỏng hết da. Không, tắm nắng không hỏng da đâu các anh em, mà nhất là các chị em nhé, nhớ là siêu tắm nắng một chút. Ok, bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn biết được vì sao cái việc mà tắm nắng sẽ giúp cho cơ thể của các bạn nó trở nên khỏe hơn. Thì khi mà cái lý do thứ nhất, khi mà chúng ta tắm nắng như thế này thì cơ thể của chúng ta sẽ sản sinh ra một lượng mồ hôi nhất định, và cái lượng mồ hôi đó đủ để làm ẩm, cấp ẩm cái da của mình. Và trong cái mồ hôi thì nó mang theo muối, và cái việc mà mang theo muối đó sẽ giúp cho cái biểu bì da, cái bề mặt biểu bì da của chúng ta này, nó sẽ có một cái lớp muối phủ ở ngoài xung quanh khắp toàn thân luôn, cả trên đầu nữa. Thì như truyền thông cũng đã nói với các bạn, đó là cái con virus Covid này nó rất là sợ muối. Đấy, thì việc mà chúng ta phủ một lớp muối tự nhiên lên cơ thể của mình thông qua việc tắm nắng thì cũng rất là tuyệt vời và rất là dễ làm. Thứ hai đó là tắm nắng sẽ giúp cho cái hệ miễn dịch và cái sức đề kháng của chúng ta tăng lên thông qua cái việc là tăng cái lượng plasma trong huyết tương, trong máu của chúng ta. Thì trong cái huyết tương nó có chứa plasma, và plasma lại có cái thêm là cái phần là tế bào T. Cái tế bào T nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta có rất là nhiều kháng thể để đấu tranh với những cái người những cái vi khuẩn hay là cái virus ở bên ngoài. Thì cái việc này nó không hoàn toàn có thể giúp chúng ta tránh xa được cái con virus corona, tuy nhiên nó sẽ giúp cho chúng ta giảm thiểu được một phần nào đó, để giảm thiểu một phần nào đó thôi nhá, chứ không hẳn là loại bỏ đi cái con virus đó. Đấy, đó là cái lý do thứ hai. Và cái lý do thứ ba nữa, đó là giúp cho cái hệ tiêu hóa của chúng ta tốt hơn. Tại sao chúng ta lại cần phải một hệ tiêu hóa tốt hơn? Bởi vì sao nhỉ? Bởi vì khi mà tắm nắng thì có rất là nhiều cái tiền tố vitamin D được hấp thu thông qua sự xúc tác của cái tia UVB trong ánh nắng mặt trời. Vậy thì khi mà cơ thể của chúng ta nó khỏe mạnh, cơ thể của chúng ta nó tốt, ăn uống ngủ nghỉ tốt, thì kiểu gì cái con virus nó sẽ tránh chúng ta ra. Hai nữa là chúng ta sẽ tránh được nó. Đó là ba cái lý do mà ba cái lý do đơn giản mà các bạn nên tắm nắng. Cái và mình xin lưu ý một vài điều nữa về thời gian tắm nắng này, về khi tắm nắng thì mình cần làm gì. Cái lưu ý thứ nhất đó là chúng ta cần một ly nước nhá, ở bên cạnh, luôn uống nước, luôn luôn cấp ẩm cho cơ thể của cấp nước cho chúng ta, cơ thể của chúng ta. Cái thứ hai là thời gian tắm nắng bao nhiêu lâu là đủ. Thời gian tắm nắng thì khoảng tầm từ 15 đến 20 phút vào buổi trưa giống như mình, còn ban ngày thì còn vào buổi sáng hoặc buổi chiều thì khoảng tầm từ 30 phút đến 45 phút là khoảng thời gian hợp lý tắm nắng. Và cái lưu ý thứ ba là tắm nắng trong cái khoảng thời gian nào. Thì đối với các nước nhiệt đới như Việt Nam thì chúng ta tắm nắng vào khoảng từ 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng, và buổi chiều thì là từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều, đấy khoảng thời gian cực kỳ hợp lý. Và đấy, nó khá là trái ngược với cái quan điểm là từ trước đến nay chúng ta thường nghĩ và thường nói với nhau là tắm nắng vào buổi sáng sớm mai là tốt nhất. Nhưng không phải đâu nhá,
không phải đâu anh em nhá. Từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều là khoảng thời gian hợp lý nhất. Và như cái khoảng thời gian mình vừa nói xong cho các bạn biết. Và cái lưu ý tiếp theo đó là chúng ta nên sử dụng một lớp kem chống nắng loại SPF thấp thôi, đừng có cao quá. Cao quá thì chúng ta mất đi cái lượng UVB vào trong cái người. Còn mình thì mình không sử dụng tại vì thích. À, đéo có ở đây. Thế thôi. Đấy, thì kết thúc cái video này thì mình muốn nói rằng là chúng ta bằng cái phương pháp là tắm nắng chỉ từ 15 đến 20 phút thôi thì chúng ta đã giúp một phần nào đó bảo vệ cơ thể của chúng mình và đồng thời là bảo vệ xã hội và cái cộng đồng xung quanh của mình. Tiếp theo nữa là cái việc tắm nắng nó rất là đơn giản và ai cũng có thể làm được, từ người già đến trẻ con. Tuy nhiên là mấy bạn tắm trắng thì không nên lắm, tại vì nếu mà tắm trắng xong thì nó sẽ phá hỏng làn da. Đấy, rất là đơn giản nha các bạn, tắm nắng thôi, 15-20 phút mỗi ngày. Ok, Hà Nội thì trời đang rất là đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video 3 cách. Ba cách phòng chống virus COVID-19. Xin chào và hẹn gặp lại.